mặt bên mặt tổ chức mời anh Nguyễn Quang Kế. Anh Nguyễn Quang Kế đại diện anh chủ tịch Nguyễn Hữu Phước, cộng đồng người Việt tại Hòa Lan, sẽ có đôi lời chào mừng và cũng thân tặng cái gì đây không biết nữa. Trời ơi, quà nhiều quá. Chà, vàng quà nhiều quá, chắc trong này không biết là vàng 4 số 9 hay là 4 số 10 nữa. À, bây giờ xin mời anh Kế. Cảm ơn MC Ngọc Anh rất là nhiều. Trước tiên xin kính chào tất cả quý đồng hương trong đêm hồi xuân của cộng đồng người Việt tại Boomerang này. Kính thưa anh Thìn, chủ tịch Hội Người Việt Tị Nạn Cộng Sản tại Boomerang, cùng tất cả quý đồng hương, lời đầu tiên tôi xin thay mặt cho Ban chấp hành cộng đồng người Việt Tị Nạn Cộng Sản tại Hòa Lan xin gửi đến quý đồng hương lời chúc mừng năm mới. Tất cả mọi người, mọi nhà an khang thịnh vượng, các cháu học hành tấn tới, và mọi người sức khỏe đầy đủ. Và nhất là quý vị nào là doanh thương thì trong năm mới thu hoạch được khá khá tiền vào. Đó là lời chúc mà có thể rằng đối với người Việt chúng ta, mỗi khi xuân về đều hân hoan, vui cười và niềm nở trao cho nhau lời chúc là chúc mừng năm mới. Một câu nói rất là đơn giản nhưng mà bao gồm tất cả những ý nghĩa của một năm mà người Việt chúng ta cũng như tất cả mọi người trên thế giới này đều chúc cho nhau. Đó là cầu sự may mắn đến cho chúng ta. Và trong năm mới thì cũng thay mặt Ban chấp hành cộng đồng cũng xin được thông báo đến quý đồng hương là tháng 12 trong năm vừa qua, cộng đồng có tổ chức một cái axi giúp đỡ cho miền Trung. Và quý vị nào có đọc báo, theo dõi tin tức của cộng đồng thì đã biết. Còn nếu mà chưa thì đây là một cái tin vui, tin mừng mà tất cả quý đồng hương chúng ta đã có công đóng góp để giúp đỡ cho đồng bào miền Trung chúng ta về cái vụ kiện Formosa. Cái số tiền chỉ trong vòng gần một tháng, Ban chấp hành đã vận động và chúng ta đã ủng hộ góp được là 10.000 euro. Xin cảm ơn tất cả quý đồng hương. Và theo một cái thống kê sơ bộ thì đó là cái số tiền mà quý đồng hương giúp đỡ via qua AVVN, tức là cái tổ chức cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản tất cả Hòa Lan này. Nhưng mà bên cạnh đó thì có các ban nhạc Mây Hồng Tình Si và Mây Hồng Tình Si Bình Minh và các hội từ thiện. Trong cái số tiền mà tất cả các hội đoàn mà giúp đỡ về cho Việt Nam của chúng ta cộng với lại tiền xây dựng tượng đài, như vậy trong một năm vừa qua người Việt chúng ta đã đóng góp rất là nhiều, cái số tiền lên 100.000 euro. Đấy là một con số rất lớn mà cộng đồng người Việt chúng ta ở Hòa Lan này không có đông nhưng đã coi bỏ công sức tiền bạc để mà giúp đỡ cho đồng bào chúng ta tại Việt Nam. Đây là một cái nghĩa cử rất là vui mừng mà đối với Ban chấp hành cộng đồng cũng rất lấy làm vinh dự và được sự hỗ trợ giúp đỡ của tất cả quý đồng hương. Nhân dịp đầu xuân hôm nay, thay mặt Ban chấp hành đến đây vui xuân cùng ban đại diện cộng đồng địa phương ở Boomerang. Đây là một nơi mà trước đây chúng ta vẫn biết rằng là đông người Việt nhất, nhưng sau này vì công việc làm ăn cho nên di chuyển đi chỗ khác. Nhưng mà dù sao thì ở đây vẫn là cái nôi cộng đồng người Việt mà cho đến ngày hôm nay duy trì được cái truyền thống tổ chức ngày Tết rất là đầm ấm như thế này thì rất là vui. Và trong Hòa Lan chúng ta, có thể rằng quý đồng hương cũng biết rằng không mấy nơi nào còn được tổ chức ngày xuân. Và hôm nay cái show cuối cùng ban nhạc Mây Hồng thì quý vị biết rồi, đi lung tung hết, nhưng mà cuối cùng là tập kết về đây chơi một cái show cuối cùng cho ngày xuân hôm nay cũng rất là vui. Và một lời cuối cùng thì thay mặt Ban chấp hành cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản tại Hòa Lan xin kính chúc quý vị một đêm hồi xuân thật là vui. Và trước khi dứt lời thì thay mặt Ban chấp hành có một món quà
quý vị rồi đây sẽ được nhìn thấy. Nhưng mà tôi cũng nói qua một tí là chúng ta có một cái tượng đài thuyền nhân được khánh thành vào hôm 30 tháng 4 năm vừa qua tại Amir. Cái tượng đài đó tí nữa quý vị sẽ được chiêm ngưỡng qua hình ảnh. Đây là vật lưu niệm mà ban chấp hành đã thực hiện được để tặng cho các vị ân nhân, mạnh thường quân và những người đã ủng hộ, có công, đóng góp để xây dựng tượng đài. Thì hôm nay, thay mặt ban chấp hành xin mời anh Thìn, anh Thịnh lên đây để nhận món quà. Và đặc biệt, món quà này trước đây chúng tôi cũng có trong danh sách là tặng cho ông bầu, anh Tấn, bầu của ban nhạc Mây Hồng, và anh Phương là MC của Mây Hồng, là hai anh cũng đã có công đóng góp rất là nhiều trong việc gây quỹ để xây dựng tượng đài thuyền nhân. Xin mời ba anh lên sân khấu để nhận món quà. Xin mời anh Bầu Tấn. Nói chung là mọi người bỏ công bỏ sức giúp đỡ rất là nhiều, nhưng mà cộng đồng thì như tôi hoặc là các anh trong ban thường vụ thì quý vị biết rằng cũng là làm việc chung thôi, cho nên là cái món quà tượng trưng để kỷ niệm chúng ta là những người Việt tị nạn tại Hòa Lan. Đại diện cho cộng đồng lớn của Hòa Lan, tôi xin thay mặt cho hội người Việt ở đây xin thành thật cảm ơn ban chấp hành của cộng đồng người Việt Hòa Lan đã có ngã ý đến đây chung vui mừng xuân với chúng tôi và lại có quà Tết rất ư là ý nghĩa. Thì chúng tôi cũng xin anh chuyển lời đến ban thường vụ lời cầu chúc Tết của chúng tôi, kính chúc cho ban thường vụ năm mới đạt được nhiều thành công trong vấn đề phục vụ bà con cộng đồng người Việt ở Hòa Lan. Vâng, xin cảm ơn anh thầy rất nhiều. Anh Phương có lời gì không? Và cảm ơn anh Kế đã cho một cái tức là cái gì không biết nữa, nhưng mà có lẽ món quà lưu niệm. Kính thưa quý vị đồng hương ở đây, tất cả những fan của ban nhạc Mây Hồng, không giấu gì, ngày 20 tháng 9 năm 2014 chúng tôi đã tổ chức một live show để lạc quyên cho tượng đài thuyền nhân tại cúng nơi này và cúng địa danh này và phòng này. Chúng tôi đã kiếm được trên 12.000 hơn 12.000 đã trao cho ban đại diện để xây dựng tượng đài thuyền nhân. Đương nhiên chúng tôi không phải một tay có thể làm được cái điều đó, mà chúng tôi cũng nhờ tất cả những quý vị, chắc chắn cũng đa số quý vị ở đây đã cùng chúng tôi đóng góp. Thì như vậy cũng là một niềm vinh dự cho ban nhạc, hơn 12.000. Như vậy anh Kế đồng ý không? Đó là cũng khá nhiều đối với ban nhạc. Xin cho ông Bầu Trịnh Tấn một tràng ngón tay. Dạ. À bây giờ anh Kế nói là sẵn tặng quà rồi thì anh nói thôi anh tặng quý vị một bài hát gì đó không biết, nhưng mà chắc chắn rồi anh Kế ca rồi thì sẽ biết. Xin quý vị cho anh Quang Kế một tràng vỗ tay coi nào. Xin cảm ơn anh Phương.